Hai hai, phẩm trồng căn lành, lại nữa thiện hiện. Nếu các Bồ Tát tu học phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì không phát sanh tâm tương ưng với nhu nhược, không phát sanh tâm tương ưng với keo kiệt, phạm giới, sân giận, lười biếng, tán loạn, ác tuệ, do dự. Lại nữa thiện hiện. Nếu các Bồ Tát tu học phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì có thể bao gồm tất cả ba la mật đa. Ví như thân kiến có thể bao gồm đầy đủ 62 kiến. Bát nhã ba la mật đa như thế bao gồm tất cả ba la mật đa, giống như mạng căn có thể bao gồm khắp tất cả các căn khác. Khi mạng căn diệt thì các căn cũng diệt theo, cũng như thế bát nhã ba la mật đa bao gồm tất cả ba la mật đa. Nếu mất bát nhã ba la mật đa thì mất tất cả ba la mật đa. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể giữ gìn tất cả pháp lành thù thắng, có thể diệt trừ tất cả pháp ác bất thiện. Thế nên này thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn giữ gìn tất cả ba la mật đa thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát có thể tu học bát nhã ba la mật đa thì thành tối tôn tối thắng đối với các hữu tình. Lại nữa thiện hiện, ý ông thế nào? Các hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này có nhiều chăng? Thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Các loài hữu tình trong châu thiện bộ, số đó còn nhiều, huống là trong cõi tam thiên. Phật bảo thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên đều thành Bồ Tát, mỗi một Bồ Tát này đều dùng nhạc cụ thượng diệu trọn đời cúng dường tất cả hữu tình, thì theo ý ông thế nào các Bồ Tát này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều chăng? Thiện hiện, thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo thiện hiện, nếu có Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa bằng khoảng khảy móng tay, phước của người đó còn hơn người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, đầy đủ lợi ích có thể hộ trì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên này thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn làm thượng thủ của tất cả hữu tình, muốn lợi ích cho khắp tất cả hữu tình, muốn làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình, muốn chứng viên mãn tất cả Phật pháp, muốn đi nơi cảnh giới chư Phật đã đi, muốn du hí chỗ Phật đã du hí, muốn giống tiếng đại sư tử của chư Phật đã giống, muốn dùng một âm thanh tuyên thuyết chánh pháp cho tất cả hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên, làm cho tất cả đều đạt được lợi ích lớn, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện, nên biết, ta chưa từng thấy có các Bồ Tát nào tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chẳng đạt được công đức lợi ích thủ thắng thế gian và xuất thế gian. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, lẽ nào cũng đắc công đức căn lành của thanh văn độc giác? Phật bảo thiện hiện, công đức căn lành của thanh văn độc giác, các Bồ Tát cũng đều có thể đắc, nhưng tâm không ưa thích an trú nơi đó, dùng cái thấy của thắng trí, nên không quan sát điên đảo, vượt qua địa vị của thanh văn và độc giác, mở bày chỉ dạy cho hữu tình, khiến đều được chứng đắc. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi học như thế, thì chính là ruộng phước chân tịnh của tất cả thế gian, trời, người, A Tố Lạc, vân vân, vượt lên trên ruộng phước của các thanh văn độc giác ở thế gian, mau có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, thường không xả bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Bồ Tát nếu có thể tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì nên biết đã được bất thối chuyển trí nhất thiết trí, xa lìa địa vị thanh văn độc giác, vân vân, gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện, nên biết, nếu các Bồ Tát nghĩ như vậy, đây là bát nhã ba la mật đa, ta nhờ bát nhã ba la mật đa như thế nên có thể phát sanh trí nhất thiết trí, thì các Bồ Tát này chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa.